Hình như là mình đoán là dân tộc Ba Na đúng không bạn? Em đoán đó là dân tộc Hờ Mông. Hờ Mông. Đội đề, đội đề. Tây Nguyên. Đây là bức hình trang phục của dân tộc Ede. Ede, Ede. Ede đi. Ede, 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 Ede. Chốt. Cho mình đoán này, phải thịt nướng không ạ? Dạ, thịt nướng. À, món thịt. Thịt heo nướng. Ừ, ngon thật á. Thịt nướng đúng không chị? Giống thịt nướng quá vậy. Này nướng. Rồi, chốt. Nướng xả. Đăng tiền đó. Đó là đàn môi đúng không? Giống như là tiếng một nhạc cụ của dân tộc như là tiếng khèn thì phải. Ở đây đặc biệt ở Tây Nguyên. Dạ tù bà. Dạ rau bùn ngót. Là cỏ dại hả chị? Trời, cái này là cái gì ta em biết được? Cái này giống mùi của hoa râm bụt. Đáp án cuối cùng tụi em là không biết này có gì. Không biết, không biết. Cho mình hỏi là nếu như mà mình muốn tham gia thì mình có thể tham gia bằng ngôn ngữ khác được không? Dạ, em muốn tham gia vào chương trình này để thử sức mình. Chắc là mình sẽ tham gia đó. Có thời gian thì đi. Mày sắp xếp ha. Dĩ nhiên là mình sẽ tham gia rồi. Mình sẽ rủ nhiều người tham gia hơn nữa. Mình nghĩ là mình sẽ tham gia được. Mày cũng muốn đi không? Tao đi rồi, tao đi rồi. Có chứ, đúng, tao phải đi rồi. Tất nhiên là đi rồi. Tất nhiên là đi rồi.